Giám đốc Disney phải từ chức vì tranh cãi nàng tiên cá. Giám đốc kiêm phó chủ tịch cấp cao LaTonya Newton của Disney mới đây đã từ chức. Nguyên nhân được cho là do nàng tiên cá không thành công như kỳ vọng. Hãng truyền thông giải trí Variety đưa tin giám đốc kiêm phó chủ tịch cấp cao của Disney, LaTonya Newton sẽ rời công ty sau hơn 6 năm gắn bó. LaTonya Newton là giám đốc phụ trách hoạt động DEI tại Disney. DEI được giới thiệu là một hoạt động nhằm sản xuất chương trình giải trí phản ánh khán giả toàn cầu, mang lại cảm giác thân thiện và hòa nhập cho tất cả mọi người. Sau khi LaTonya Newton rời Disney, vị trí của cô ấy sẽ tạm thời bị bỏ trống. Các báo cáo công việc sẽ được gửi trực tiếp cho cấp dưới của cô là Julie Mer. Theo nguồn tin, LaTonya Newton sẽ sớm tham gia hội đồng quản trị của một công ty khác và dành nhiều thời gian hơn cho công ty sáng tạo do cô sở hữu. Trước khi làm việc cho Disney, cô từng là giám đốc đa dạng tại Toyota Motor. Một tuần trước khi LaTonya Newton rời đi, CFO Justin McCarthy cũng quyết định từ chức. Khi các quan chức cấp cao của Disney lần lượt rời công ty, nhiều người đang tự hỏi phải chăng đã có sự thay đổi trong nội bộ tổ chức. Trong khi đó, bộ phim Nàng Tiên Cá mới ra mắt gần đây được nhắc đến như một trong những thất bại của Disney trong nỗ lực đa dạng hóa tác phẩm của mình. Nàng Tiên Cá là live action được chuyển thể từ nguyên tác hoạt hình cùng tên. Bộ phim bị chỉ trích do chọn nữ ca sĩ da màu Halle Bailey vào vai nhân vật chính Ariel. Phim khởi chiếu từ ngày 24 tháng 5. Disney đang đưa ra một chiến lược mới, tận dụng sức hút từ các nhượng quyền thương mại hiện có của mình bằng cách công bố phần tiếp theo của các phim hoạt hình nổi tiếng, chẳng hạn như Frozen và Zootopia, nhằm phục hồi sau những thất bại gần đây.